Bây giờ là set thứ hai của trận công đài thứ hai giữa tay vợt công đài Phạm Thanh Duy và đại chủ Phan Văn Thắng. Duy đã dẫn trước ở set 1, 1-0. Thì thông thường lối đánh giữa một bên công bên thủ, chúng ta thấy bên thủ thường thường bắt đầu gỡ lại được từ những set sau, thường thường bị áp đảo ngay từ set đầu do đối phương quá sung mãn. Chúng ta hãy xem Phan Văn Thắng có làm được điều này hay không. 0-1. Đó. Tuy những cái quả tấn công của tay vợt phòng thủ nó nhẹ nhàng, nhưng mà thường thường đánh vào điểm rơi là 1 và đánh vào thời điểm thích hợp là 2, cho đó gây không ít khó chịu cho đối phương. Mặt khác là trong quá trình phòng thủ thì trọng để mà những quả tấn công sẽ làm cho đối phương bị tạo áp lực và tấn công trước. Còn nếu phòng thủ đơn thuần thì bây giờ là lối đánh nó không còn hiệu quả nữa. Hai quả giao bóng trực tiếp, lỗi này là lẽ ra không nên xảy ra đối với tay vợt phòng thủ. Hai ba. Quá cao và ngay tay, quả móc lại không hề tạo xoáy, rất dễ bạc. Và 4-2. Năm hai. 3-5. Và 5-7. Quả trả giao bóng bên phải của Phan Văn Thắng không khống chế được cái quả tấn công kế tiếp của Tuấn Duy. Hiện giờ anh đang bị Duy khai thác ở giờ nhược điểm này. Quả tám sáu. Bây giờ biết kêu là hay là uống rượu thì quá quá khó. Thank you.
Và 11-7 set thứ hai. Như vậy tỷ số 2-0 đã tạm thời nghiêng về tay vợt công đài Phạm Khánh Duy. Chúng ta để ý thì thì những set vừa rồi lối đánh của Phạm Khánh Duy, chúng ta thấy là anh đã mô phỏng gần như là thành công lối đánh của Trang Di Ke.